khoai hay là thịt kẹo hay cái bánh gì á thì họ cũng cho, hay là cái cây cây gì đó có điều là họ cho, thì gặp những cái bánh mà trứng với sữa với lại những cái thứ đồ mặn đấy mình không ăn được, với lại những cái thứ mà mình ăn mà cảm thấy nó mất cái oai nghi ấy, mình không ăn thì mình không lấy thôi, chứ nếu mà mình lấy những thứ đó thì không thiếu. Mình thấy những cái thứ mà đồ chay mình cần đấy, chẳng hạn như vào quán bún mình xin cái bún trắng ấy, bún không mình ăn cũng được rồi, hay là cái gì đó thì mình cũng thấy no đủ. Thì hay là cái gì mà để cho mình được lợi lạc ấy, hay là sắp sanh thì đừng có làm liên quan đến ấy. Chẳng hạn như là những cái người mà có tu hành, có giữ giới luật tu hành thì gặp đi ngang ấy, thì cho bắt cơm, có củ khoai hay là chay nước gì đó như thế, là hay là gói mì gói đồ chay đấy, như thế là tốt đẹp rồi. Chứ cũng không phải là đi tới đòi khuyên nó là cho nhiều tiền ở trong này rồi được tiền không bái. Không cần tiền bạc, giờ mình là cho những cái thứ mà như con đi tu hành như thế này, chỉ cần cho mọi người bố thí cho một cái bữa cơm buổi sớm đủ no để ăn tu hành thôi, chứ tiền bạc không cho nữa. Thì cái đấy là theo con nghĩ thì cho một bát cơm này chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cái tài sản của mọi người. Thế cho con hỏi nữa một câu là gì? Thế nào là tránh và thế nào là tả? Tránh là đem lại cái điều thiện lợi ích cho mình với cho người khác là tránh, còn theo lời Phật dạy ấy, còn tà là đem lại cái lời ác khổ đau cho mình với cho người khác là tà, đem lại những cái lời mà không theo giới luật đấy, đem lại như là xui cho thành trộm cắp, tà dâm, sát sanh, trộm cắp, đó là tà, ngược lại lại là tà đạo. Dạ, còn khi mà họ bày cho mình con đường mà chánh đạo là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có uống rượu uống bia, đó là chánh. Nhưng mà ai mà bày cho mình ngược lại cái là mình nói là tà. A Di Đà Phật. Chẳng hạn như là giờ mà con đang đi tu hành là giữa giới không lấy tiền bạc, nhưng mà ai đem tiền bạc rồi mời mình lấy tiền bạc, ép mình lấy tiền bạc, đó là không tốt để tà. A Di Đà Phật. Thế cho con hỏi là vì khi mà những người mà tại gia thì để mà dứt ăn chay hẳn thì nó rất là khó. Còn nhưng mà khi đấy rất là tội lỗi, như trước đây con cảm thấy là khi mà con hiểu thì con ăn có nghĩa là có những trường hợp còn không tránh được đấy. Một số nhà sư thường cất thực lạc trong cái bát có cái nắp nữa, mà sao chỗ sư cho con cầm này nha. Dạ. Thì chỗ sao cái bát của sư mình không có cái nắp. Dạ, cái đấy thì tùy theo sư, muốn có cái nắp thì cái nắp, không có cái nắp ấy thì không có cái nắp, cái đây không bắt buộc. Cái nắp có cái nắp thì họ đậy để cho nó khỏi bụi hay khỏi kín đáo hơn hay là cái gì đó, giống như cái son nấu cơm của mình ở nhà đấy. Mình có cái nắp mình đậy thì đỡ mèo hay đỡ chó hay đỡ bụi, nó kín cắt được thức ăn. Nhưng mà mình không có thì ấy, nhưng mà đi ra ngoài nó lại bất tiện một cái là cầm thêm cái lỡ nó kêu nghe lọc cọc, đoán xoáng, nó kêu oang oang ấy. Nhưng mà không có thì nó lại được đường này, nhưng mà tùy theo sư, họ muốn dùng nắp ấy, thì dùng nắp, còn không dùng nắp ấy, thì không dùng nắp. Sư, như cái này con thấy như là nồi cơm điện đúng không sư? Dạ, cái đấy là cái son cơm điện này. Xin của người ta hay là tới cái chỗ mà người ta bán phế liệu á. Mình xin cái mình có. Gia đình thầy có anh, có thầy đã gieo lên cho Phật Pháp thì có. Gia đình con cũng như mọi người, ngày xưa con cũng về bảo họ ăn chay hay cái gì, nhưng mà giờ cho họ nghe kinh sách, nhưng mà người mẹ thì cũng nghe đó. Nhưng mà khi mà không đủ duyên thì con cũng nói như mọi người á. Ai hữu duyên thì mình nói, còn không hữu duyên thì giờ như mọi người cũng giống như người thân cha mẹ con gặp thì con nói như thế. Còn họ muốn nghe Phật Pháp thì việc của họ, chứ mà mình cũng không ép đặt. Mình không có cùng muốn họ phải nghe Phật Pháp hay là không nghe. Tại vì mình trước mắt là mình đi học cho mình cả. Tại vì giờ mình học chưa xong mà mình bảo họ nghe mà họ không làm ấy, rồi mình khổ. Còn như Phật cũng không ép ai. Ai muốn tu thì tu, ai muốn không tu thì tu, chứ Phật cũng không ép buộc ai cả. Tự nguyện. Tự nguyện mình học tập ấy. Mình tu hành thì cha mẹ con cũng thế. Con cũng nói mình cũng không phải là vì cha mẹ hay là vì cái gì mà mình phải khổ mình nói á.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết rất là trong xanh luôn chú anh chị ơi. Nó này mấy hầy ga mà hiện nay hầy bên tại chưa có thấy ga. À thầy ra ga là thầy đi cuối nè. Dạ con chào thầy. Dạ con chào thầy, buổi sáng. Em tìm những ngày con lại phải lại đây thầy. Dạ. Con chào thầy buổi sáng. Từ từ cái thầy. Dạ từ từ cái chừng té thầy ơi. Từ từ thầy ơi. Cẩn thận nha thầy. Thì con cho, nhưng mà xin để vứt hay là xin để ấy thì không nên xin. Hay là để làm cái này cái kia, con thì giờ buộc mọi người tới xin thì con cũng cho thôi. Nhưng mà con lại đi xin cái khác, hay là đi tìm cái khác, cũng có cái ấy. Nhưng mà giờ con cũng nói với mọi người muốn cái bát hay là cái gì xin đấy, thì tu hành. Lập nguyện, phát tâm tu thành vô thường thanh đẳng giác, con dâng cả y cả áo, con đi kiếm cái khác. Con cho, nhưng mà xin với mục đích mà lung tung thì đừng vô tiền hại ấy. Để giờ con đang cái xin cái này lại không có nữa. Xin rồi đem ra vứt rồi kia rồi lại con lại không trả cho rồi đâu lấy lại nữa. Nên là rồi con lại đi làm cái khác này vất vả cho mình đấy. Không có đúng nữa. Nên là con cũng nói với mấy người mà bán đi bán. Thì giờ không có cái gì nữa là sống như thế. Không có nhà cửa, không có tiền bạc thì không có ở chùa, chiền gì cả. Con cũng không có đoàn thế gì. Còn con đi bộ hành như thế này nhưng mà về để họ ở riêng của họ, con cũng ở riêng thì con thủ viên để anh em mình để nói chuyện đấy, còn không thì thôi. Ai gì này, mình ai gì cũng nhắc nhở với những người mà đi theo thầy những nơi nào à, những mọi người đi theo thì con không có quyền xua đuổi đâu, hay là cũng không có quyền gì hết, hay là cũng không có kêu gọi đi từ mọi người đấy. Nhưng mà mọi người đi á thì quyền lợi của mọi người, nhưng mà mọi người nên đi tuân thủ đi an toàn giao thông ấy cho mình. Những cái người già trẻ không nên đi không có sức ấy, thấy không có sức là đi rồng ở sau lở chen lấn lở té hay là xe tháo ấy rồi đi theo túc là đường chứ không già chết nữa. Nhưng mà rồi nó vẫn già chết, nó vẫn hủy hoại, nó không phải thuộc của mình như ý mình mong muốn nữa, thuộc về quy luật vô thường của nó. Nó không phải là tôi là của tôi nữa. Nếu mà của anh chẳng hạn như là anh nói cục đá này là của anh đúng không, thì anh nói là của tôi là thường hàng thường trú, và đến khi bóp cổ về như thế này hay là người khác đến cướp đi, cái là không phải của mình nữa. Nó không phải thuộc gì của mình để nắm giữ, do mình là được là nó vô ngã. Nhưng mà ở đời mình có cái ngã và cái vô ngã, cái thường và cái không thường ở trong.
nên là mình học tập được theo lời Phật dạy. Đi theo bên nó nghỉ. Thì nó là